Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Car Center. Ngày hôm nay chúng ta có một chiếc Mazda 3 sản xuất 2018. Chiếc xe này mang biển số Hà Nội, lăn bánh được hơn 4 vạn km. Hiện đang được chào bán tại Car Center với giá là 475 triệu đồng. Có ra lộ thêm một chút cho quý anh chị và các bạn nhé. Xe màu trắng, nội thất đen, biển Hà Nội, sơn zin còn khá là nhiều. Xe có gập gương tự động này, chúng ta để ý này. Mở khóa. Đấy. Lên xuống kính này. Chúng ta có thể để ý được phần kính không? Đó. Gương tự động mở. Đây cũng là một trong những tính năng khá là hay. Khi mà chúng ta lock cửa thì kính sẽ lên. Phiên bản của chiếc xe này là phiên bản 1.5 số tự động, quý anh chị và các bạn nhé. Về chất lượng xe thì xe còn đẹp, Car Center cam kết bằng văn bản hợp đồng cho mình. Lốp nguyên dàn Bridgestone còn rất là mới này. Phần hỗn thất theo xe. Nội thất nguyên bản, ra nguyên bản theo xe. Sau vài năm sử dụng thì chúng ta để ý nó sẽ có những cái phần nếp nó hơi nhăn này này. Nếu mà quý anh chị và các bạn nào thích thay ghế mới thì rất là đơn giản thôi, Car Center hỗ trợ cho mình thay ghế mới luôn nhé. Phần chúng ta đang nhìn bên trên là cửa sổ trời này. Một chiếc xe sedan hạng C phổ thông, đầy đủ những cái tính năng option đủ dùng trong phân khúc. Chúng ta có iStop hỗ trợ dừng đỗ này, tắt máy khi dừng đỗ, vô lăng tích hợp, ga tự động, đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, màn hình theo xe, các phím bấm điều chỉnh điều hòa, có chế độ lái sport này, có phanh tay điện tử này, đây, tăng giảm âm lượng, phím điều khiển menu, cần số, hộp tính tay và nơi để cốp này, chúng ta có thể kéo xuống. Ở đây, ở trong này chúng ta có hai cổng đa phương tiện cũng như là một cổng cắm tổng, quý chị và các bạn nhé. Phía trên đây chúng ta cửa sổ trời này, chúng ta có thể mở ra. Đấy, cửa sổ trời điều chỉnh bằng điện ở trên này. Với trong tầm giá hơn 400 triệu thì chiếc Mazda 3 hiện tại vẫn là một trong những cái chiếc xe khá là hot ở phân khúc sedan hạng C. Đầy đủ tính năng, option, máy móc, động cơ thì lại máy Nhật cũng rất là bền của anh chị và các bạn nhé. Có hỗ trợ trả góp lên đến tối đa là 70% giá trị xe trong vòng 5 năm. Nếu quý anh chị và các bạn nào yêu thích chiếc xe này thì đừng ngần ngại gọi ngay đến hotline của Car Center để có thể sở hữu ngay mẫu xe này nhé. Ngoài ra thì Car Center vẫn còn rất nhiều các cái mẫu xe hạng C, hạng D khác cho quý anh chị và các bạn lựa chọn. Rất là nhiều mẫu xe, cả trên tầng lẫn dưới tầng. Ở trên tầng thì trong tầm giá hơn 400 triệu, bên em có đây này, Nissan Tiana nhé, Nissan Tiana hơn 400 triệu, sản xuất 2013, model 14, nhập Mỹ nguyên chiếc. Elantra sản xuất 2018 phiên bản 2.0 và chúng ta có Ford Focus 2017. Rất là nhiều mẫu xe để cho quý anh chị và các bạn lựa chọn trong mọi cái tầm giá phân khúc. Một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.